thân mến, xin chào tất cả quý khán giả, quý bà con và quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay xin được phép giới thiệu với quý khách hàng một cái sản phẩm, đó là móc kéo dành cho dòng 03 và 025. Hiện tại thì sản phẩm móc kéo này chúng tôi đang để ở khu vực Bình Dương. Nếu anh chị ở khu vực Tây Nguyên có muốn sử dụng cái sản phẩm này thì có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại góc trái màn hình video. Chúng tôi sẽ mang từ Bình Dương về Buôn Ma Thuột cho quý vị để quý vị làm việc. Giá thì rất bình dân thôi. Còn này chúng tôi sẽ bán cái giá làm sao nó phù hợp nhất với cái túi tiền vừa phải nhất và cái tài chính của quý vị. Con này thì bây giờ quý vị, quý chị và con nhà mình chỉ mang về là kéo thôi. Và con lưu ý anh em đang có máy mà chưa có fork thì có thể với chúng tôi một câu, tôi sẽ mang về để cho quý vị dùng. Giá thì chúng tôi sẽ để trên cái phần tiêu đề để cho quý vị, quý anh chị và con nhà mình cân đo đong đếm cái sản phẩm này quý vị nhé. Ngoài cái sản phẩm này ra thì chúng tôi còn một số những cái sản phẩm máy xúc đào ở khu vực Bình Dương và khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mọi người đang có nhu cầu sử dụng máy xúc đào cứ mạnh dạn lên liên báo của chúng tôi ở thành phố hoặc ở khu vực Bình Dương và quận 9, thành phố Thủ Đức, tìm ngay cho mình những cái sản phẩm làm sao nó phù hợp với kinh tế và túi tiền của mình. Mọi người xem video có thể cho chúng tôi một lượt đăng ký kênh. Mỗi khi chúng tôi ra một cái sản phẩm nào đó thì quý vị có thể nhận được ngay cái thông báo và xem được luôn cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải. Bây giờ thì thân ái xin